Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên trực tiếp Hà Nội với Viettel, sứ mệnh lịch sử. Câu lạc bộ Viettel đang đứng trước sứ mệnh lịch sử để lần đầu tiên đánh bại Hà Nội FC và giành chức vô địch cúp quốc gia. Trực tiếp Hà Nội với Viettel, thời gian 18 giờ hôm nay, địa điểm sân vận động Hàng Đẫy. Trận derby thủ đô giữa Hà Nội với Viettel luôn diễn ra rất nóng ở mọi thời điểm. Trận đấu này đặc biệt có ý nghĩa với cả hai đội bóng khi họ chỉ còn một bước cuối cùng để chạm tay tới chiếc cúp vô địch. Hà Nội FC đang trải qua mùa giải khó khăn với hàng loạt chấn thương của các trụ cột. Sau khi Đình Trọng, Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu dài hạn, nếu Lương Văn Hậu, Văn Dũng không thể góp mặt trong giai đoạn nước rút của Cúp Quốc gia 2020. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô băng băng về đích với những sự thay thế như Văn Tới, Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh. Đặc biệt trên hàng tiền đạo, Thành Trung dù thi đấu trái sở trường nhưng tỏ ra cực kỳ có duyên ghi bàn. Cộng với sự xuất sắc của Văn Quyết và một Quang Hải đang tìm lại phong độ, Hà Nội FC đang thể hiện sức mạnh khó có thể ngăn cản. Viettel chưa từng đánh bại Hà Nội FC. Trong khi đó, câu lạc bộ Viettel đứng trước khó khăn rất lớn ở trận đấu này khi vắng mặt 4 cầu thủ quan trọng trong đội hình. Khắc Ngọc, Văn Hào bị treo giò, Văn Trâm, Bruno đang dính chấn thương nặng. Trước trận đấu, cả hai huấn luyện viên đều dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm coi trận derby thủ đô là trận đấu khó khăn. Ông nhắc nhở các cầu thủ hết sức tập trung, nỗ lực để giành thắng lợi. Về phía huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, ông đánh giá Hà Nội FC là đội bóng không có điểm yếu. Viettel sẽ biến hóa theo từng thời điểm trong trận đấu để có thể giành kết quả tốt nhất. Lịch sử đối đầu giữa Hà Nội với Viettel đang nghiêng hẳn về phía nhà đương kim vô địch. Họ chưa từng nhận thất bại mỗi lần đụng độ đội bóng áo lính. Tuy nhiên trong bóng đá, mọi chuyện có thể xảy ra. Viettel có đủ lực lượng tạo nên bất ngờ trước Hà Nội FC. Về đội hình dự kiến ra sân, Hà Nội, Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Quang Hải, Hùng Dũng, Moses, Tấn Tài, Văn Quyết, Thành Trung. Viettel, Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Trọng Đại, Nguyên Bảo, Đức Chiến, Ngọc Sơn, Duy Thường, Hoàng Đức, Minh Tuấn, Venancio Caique. Lịch sử đối đầu giữa Hà Nội với Viettel đi tìm chiến thắng đầu tiên. Trong 3 lần đối đầu nhau trong các trận đấu chính thức, Viettel chưa bao giờ hưởng niềm vui chiến thắng trước Hà Nội FC. Hà Nội FC thắng Viettel 2-0 ở vòng 3 V-League 2019. Đây là lần chạm trán đầu tiên giữa Hà Nội FC và Viettel. Nếu như Hà Nội FC lúc này là đương kim vô địch giải đấu, Viettel là đội bóng tân binh V-League. Cả hai đội đều chọn đội bóng chơi chậm để bắt đầu trận đấu. Tuy nhiên, Hà Nội nhanh chóng nắm được lợi thế trận đấu nhờ sự ăn ý giữa các tuyến, trong khi tân binh Viettel kiên trì chủ động với lối chơi phòng ngự phản công. Cuối cùng, những nỗ lực của đảng quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được đáp trả vào phút 27 của trận đấu. Hùng Dũng đá phạt đẹp từ bên cánh phải để Oma dứt điểm cận thành mở tỷ số. Có bàn thắng mở tỷ số, Hà Nội thi đấu thăng hoa hơn. Với pha phối hợp hoàn hảo bên cánh phải, Oseni đã ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, đội bóng áo lính cố gắng tổ chức tấn công nhưng chưa đem lại hiệu quả. Ngay đầu hiệp 2, Văn Quyết nhận thẻ đỏ trực tiếp do có hành vi đánh nguội. Lúc này đội bóng áo lính dồn lên tấn công nhưng không tận dụng thành công cơ hội nào. Thậm chí trên chấm phạt đền, Paulo cũng có thể đánh bại thủ thành Văn Công bên phía Hà Nội FC. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng tỷ số cách biệt 2-0 cho đội bóng tân binh V-League. Hà Nội thắng 5-2 Viettel ở vòng 23 V-League 2019. Đây là lần đối đầu thứ hai giữa hai đội có cùng đại bản doanh tại thủ đô. Trận này diễn ra trên sân không có khán giả do Hà Nội FC chịu án phạt vì sự cổ pháo sáng. Đội bóng áo lính bất ngờ khi mà dẫn trước Hà Nội FC 2 bàn với cú đúp của Bruno. Thế nhưng cục diện hoàn toàn thay đổi ở hiệp 2. Phút 49, Thành Trung đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt. Sau đó Trọng Hoàng đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Văn Quyết. Đây là bước ngoặt của trận đấu, vì sau tình huống này, chiến thuật của Viettel tan nát. Trên chính chấm đá phạt ở vị trí Văn Quyết bị phạm lỗi, Quang Hải sút phản đẹp mắt, Quân Bình tỷ số 2 đều. Gỡ hòa thành công, tinh thần cầu thủ Hà Nội thăng hoa hơn. Văn Quyết đưa đội bóng thủ đô vươn lên dẫn 3-2 trên chấm 11m ở phút 65, trước khi Quang Hải hoàn tất cú đúp chỉ 2 phút sau đó. Vào thời điểm cuối trận, Thành Trung kịp lập cú đúp cho riêng mình bằng việc ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 5-2 trước Viettel FC. Hà Nội FC hòa một đều Viettel ở vòng 8 V-League. Câu lạc bộ Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi tấn công ngay từ đầu nhưng không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Việc tấn công rơi vào bế tắc, phòng ngự lỏng lẻo, Hà Nội FC phải nhận trái đắng.
Phút 28, Thành Trung phá bóng thiếu dứt khoát trước vòng cấm, khiến nhiều cầu thủ bên phía Viettel cướp được bóng, tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành đội bóng áo lính. Cuối cùng thì Hoàng Đức nhận bóng, tung cú dứt điểm vào góc gần, mở tỷ số đoạt quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Thế nhưng, các cầu thủ Viettel không duy trì được thành quả lâu vì sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 31 của trận đấu, Trọng Hoàng mắc sai lầm với việc truyền về thiếu chính xác. Sai lầm này tạo cơ hội cho cầu thủ Hà Nội cướp bóng, sau đó Văn Xuân đi bóng vào vòng cấm, Khắc Ngọc kéo ngã cầu thủ bên phía Hà Nội FC, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Romario bước lên tung cú dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, quân bình tỷ số 1-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Thời gian còn lại của trận đấu, hai đội giằng co nhau ở phần giữa sân, chung cuộc hai đội hòa nhau tỷ số 1-1. Tin tiếp theo, người hâm mộ nhận tin vui ở trận chung kết giữa Hà Nội với Viettel. Ban tổ chức Cúp Quốc gia thông báo, sân vận động Hàng Đẫy mở cửa đón khán giả đến theo dõi trận chung kết giữa Hà Nội với Viettel. Ngày 18 tháng 9, UBND thành phố Hà Nội có văn bản thống nhất chủ trương cho phép khán giả dự khán trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel diễn ra 20 tháng 9 trên sân vận động Hàng Đẫy. Bên cạnh việc thống nhất chủ trương với đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho phép khán giả dự khán trận chung kết Cúp Quốc gia 2020, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, ban tổ chức trận đấu phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, được phép mở cửa đón khoảng 3.000 khán giả vào sân, thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách theo quy định tại khu vực khán đài A. Trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 giữa Hà Nội với Viettel diễn ra lúc 18 giờ ngày 20 tháng 9 trên sân vận động Hàng Đẫy, được đánh giá là derby thủ đô và tạo sức hút với khán giả. Hà Nội FC đang cho thấy sự trở lại vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng sau giai đoạn khởi động hơi có phần chệch choạc hồi đầu mùa, trong khi Viettel thì hiện có phong độ rất ổn định ở V-League 2020 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tạm thời. Bầu Hiển không treo thưởng cho Hà Nội FC. Các cầu thủ Hà Nội không được treo thưởng ở trận chung kết Cúp Quốc gia với Viettel. Không ít lần những hình ảnh Bầu Hiển xuất hiện trong cabin Hà Nội sau trận đấu để chúc mừng chiến thắng toàn đội, đồng thời hào phóng thưởng hàng trăm triệu đồng cho các cầu thủ đã trở nên quen thuộc. Trước một trận đấu quan trọng là chung kết Cúp Quốc gia, dư luận đặt câu hỏi rằng liệu Bầu Hiển có treo thưởng cho cầu thủ Hà Nội nữa không khi mà họ thắng? Họ sẽ là đội đầu tiên trong nhiều năm qua bảo vệ thành công ngôi vương. Trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ rằng Bầu Hiển không treo thưởng bất cứ khoản nào cho đội. Trước đây Bầu Hiển chỉ treo thưởng khi đội đá các giải quốc tế, AFC Cup, còn giải quốc nội thì không. Chúng tôi sẽ luôn thi đấu tận tâm để làm hài lòng những người yêu mến Hà Nội. Dự kiến Bầu Hiển cũng sẽ có mặt ở trận đấu này để cổ vũ các cầu thủ con cưng. Trải qua hơn 10 năm xây dựng đội bóng, Bầu Hiển giúp câu lạc bộ bóng đá thủ đô thu về hàng loạt mặt ấn tượng. Hiện nay Hà Nội là đội bóng số 1 của bóng đá Việt Nam, là đại diện duy nhất trong lịch sử và đến trận bán kết liên khu vực AFC Cup. Không chỉ tô đẹp mặt thành tích, lối chơi của Hà Nội nhận rất nhiều lời khen từ các chuyên gia khi họ áp dụng cách đá tấn công phóng khoáng đẹp mắt. Sau thời gian đầu vung tiền mua sao, giờ đây khi đã hoàn thiện hệ thống đào tạo và chuyên môn từ lứa trẻ lên đội 1, Hà Nội không còn phải bỏ ra nhiều tiền sắc cầu thủ nữa. Cách làm bóng đá của Bầu Hiển đang nhận được rất nhiều lời khen. Ở cách làm đó giúp cho cầu thủ luôn phải duy trì sự cạnh tranh từ cấp độ thấp lên cao, qua đó chọn ra những người tài năng nhất lên đội 1 và bổ sung cho tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không dám chủ quan trước ẩn số Viettel. Thưa quý vị, dù Viettel gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra tôn trọng đối thủ ở trận chung kết tới đây. Ở buổi họp báo trước trận chung kết, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có những nhận xét về đối thủ Viettel khi mất ít nhất 4 trụ cột, đặc biệt Hà Nội chưa thua Viettel trong bất kỳ lần đối đầu nào. Với một trận derby, mọi thứ luôn rất khó khăn, nhất là khi đây là trận chung kết. Những trận giao hữu không nói lên nhiều điều, nó có thể mang đến sự tự tin nhưng có thể mang đến sự tự mãn. Hà Nội đang trình diện lối đá ban bật nhỏ kỹ thuật đầy tính hiệu quả, tuy nhiên lối chơi này bị hạn chế nếu thời tiết không thuận lợi. Đặc biệt Hà Nội mưa dai dẳng trong những ngày qua. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ rằng ông không bị động bởi vấn đề phát sinh này. Nếu trời mưa to, sân ngập nước ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật ban bật nhỏ, tuy nhiên tôi và ban huấn luyện có sự chuẩn bị để Hà Nội có phương án trước hoàn cảnh thực tế. Viettel có rất nhiều cầu thủ tốt, việc họ thiếu vắng nhiều trụ cột là điều đáng tiếc, nhưng chắc chắn Viettel vẫn còn các phương án thay thế hiệu quả. Ông Nghiêm đánh giá với đối thủ cùng thành phố. Một tin vui, ban tổ chức cho phép 3.000 khán giả vào sân, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cảm thấy hào hứng với thông tin này. Không có khán giả là điều đáng tiếc, thời gian qua dịch bệnh đã khiến nhiều trận không thể mở cửa. Tôi mong khán giả quay trở lại sẽ giúp bầu không khí sôi động và khích lệ tinh thần cầu thủ.
Đội trưởng Văn Quyết cho biết thời gian nghỉ dịch, đội tập luyện kỹ càng các bài tập tấn công với cường độ cao. Cả khi mất bóng, kết quả nỗ lực ấy chính là thành tích tốt nhất ở các trận đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!